Con xin chào mọi người. Con tên là Hà Thắng Quốc Huy. Mẹ là Lý Diễm Hồng. Con và mẹ tham gia chương trình Vào Bếp Cùng Mẹ. Con là đội số 4, mong mọi người ủng hộ cho con. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé.